Rồi đất mẹ ơi. Diễn gì diễn trang. Trời. Anh em là phóng viên á, cho nên cũng hạn chế bị đánh bản quyền. Trúc Linh. Quá trời. Truyền thông của anh cũng nhiều quá ha. Không hề của em á. Mình này của mình Mình. Của anh luôn nè. Em bên nào vậy? Của anh đó. Vì đất quạt đó. Thiệt đó. Của em không, em xin lỗi anh. Em biết chỉ tiêu của em ngày 10 clip rồi. Vì đất quạt ấy anh ơi, thì em cũng đại diện, như mặt đại diện bên Vì đất quạt. Hiện tại anh đang nằm bên đất quạt nào ạ? Diệu Lâm, nếu như mà anh cảm thấy giờ là chơi vơi giữa chợ đời, ở ngoài đời không ai support anh, em có thể về Vì đất quạt bên em. Vâng, em là gương mặt đại diện. Xua luôn. Vâng, ký hợp đồng với anh nha em. Vâng, đây là trợ lý em. Giờ phỏng vấn đi, ngày mà khai trương phá tay á. À, phỏng vấn, dạ cho em hỏi là anh ơi, cái bữa mà đám cưới là cái trang gì đó ở đây ấy cao đó, được thảo luận nhiều nhất là đám cưới của Buka và Kim Tuấn Kiệt do trang của Lê Dương Bảo Lâm. Đúng rồi, đám cưới người ta mà sao mà ấy quá, em đâu có ngại gì đâu, đúng không? Chỉ tiêu em một ngày là 10 clip. Một cái pay ra ngoài 20 ngàn là chuyện bình thường. Rồi bây giờ nè, kiếm 20 ngàn còn 2 tháng thôi. Anh không có, mình nếu gọt lấy hết là nơi em không có đâu. Dễ quá ha. Em ấy lắm, đi cũng rồi. Đứng trong tiệm. Cái gì? Làm chớ làm gì. Hôm qua tự về sớm tập vũ đoàn chứ không phải là bỏ anh. Hôm qua anh thấy clip làm chủ đoàn không? Đó, thì anh có hát không? Đó. Anh hát sơ hở rồi đó cô em nha. Dạ. Tập trung nha, em là anh chủ đoàn không? Dạ, gọi về không? Nguyên cái vàng ê hề đẹp trai của anh đâu? Trời ơi, anh nào cũng đợi tôi rồi. Xin đủ em. Đi ạ, vâng ạ. Quý vị chúng ta đang thấy anh đại nghĩa như vậy nha. Vâng. Anh đi nhậu.